Xin chào tất cả các bạn. Đấy thì mình Chiến vẫn như mọi khi, bọn mình hiện tại bây giờ và suốt ngày có những thời gian rảnh là bọn mình đi khảo sát những cái nơi bọn mình từng đi qua mà có rác rưởi. Nhưng mà đây này, đây là mình, những cái hiện tượng này là mình thấy thường xuyên, có nghĩa là khi mà người ta vứt rác ra ấy, thì người ta tuy là vứt ra cái chỗ gọi là không được phép, nhưng mà đấy, người ta để vào túi lông thì lại có những cái cô nhặt rác như kia, và các cái cô ấy suốt ngày gọi là moi móc ra, sau cuối cùng là không bao giờ ấy, là đấy, lại bẩn cực kỳ bẩn, nên là làm cho rác nó bung ra, cũng như là đang để trong ni lông nó bung ra, nên là nước mưa nước miệng nó rất là bẩn. Đây là một hiện tượng, nhưng mà mình cũng không thể nào trách họ được, tại vì thực ra bây giờ trong cuộc sống rất nhiều người trong đất nước Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ, do nhu cầu kinh tế xã hội thì đắt đỏ, và do nhu cầu kinh tế họ kiếm thì cũng không được nhiều, và họ đành phải làm như vậy thôi. Còn họ có tiền thì chả ai muốn làm nghề này đâu. Nhưng mà đấy, đây là một hiện tượng, bọn mình đi nhiều bọn mình mới biết, có nghĩa đấy, họ cũng đấy, nhìn kỹ vào xem đấy, họ móc từng từng cái bục rác ra, thì trong bục rác có thể là có cái ni lông, có thể là có những cái người ta bán lại được ấy, bán cho đồng nát chẳng hạn, thì người ta kiếm tiền. Và những người này là một trong những cái tác nhân làm cho tất cả nó lại bẩn thêm hơn nữa khi mà nó ấy ra rồi. Và Chiến xem một loạt này, nhìn đấy, mà đặc biệt là mỗi một ngày lại càng ngày càng dày hơn. Cái này thì các bạn đã biết rằng là mình đã từng quay rồi đấy, mỗi một ngày dày hơn đấy, mà rất là vô ý thức đấy, toàn là rác thôi đấy, toàn là rác đấy, chạy ở Mỹ mấy ra tất kia. Ở đây nữa này, đây, Chiến đây. Các bạn thấy không, đây là một công viên rất là đẹp. Công viên này là với cái chính sách của Vingroup ấy, đổi đất lên cơ sở hạ tầng, xây mấy cái tòa nhà 1, 2, 3. Cái chỗ kia là một khu Vin. Đấy. Đấy. Thì đấy là đấy, cái này là đổi đất lên cơ sở hạ tầng, có nghĩa là những doanh nghiệp họ sẽ gọi là xây những cái công viên cho nhà thành phố, và họ được nhận một mảnh đất nào đó bên cạnh những cái khu vực đó, và cuối cùng họ xây những công viên để mà chúng ta vào đây. Các bạn nhìn này, tất cả cái này là hoàn thiện xong rồi. Đấy. Thì bọn mình, tại sao bọn mình đi, bọn mình lại phải đi? Bọn mình đi thực tế là một, thứ hai là bọn mình phải tính toán. Bây giờ bọn mình sau khi làm một vài cái chương trình rồi, rất nhiều cái chương trình dọn rác rồi, thì các bạn thấy rằng là nó chỉ được một cái khúc rất là nhỏ, mà muốn để thay đổi toàn bộ một cái khúc lớn hay một đoạn đường lớn ấy, thì bọn mình phải cần cái kinh phí. Và chính vì cái điều đó ấy, bọn mình bây giờ phải chia anh em ra. Có nghĩa là một anh em thì đi quảng bá để làm sao để mà liên quan đến cái kênh YouTube, liên quan đến kênh Cây Đời, là liên quan kênh DC một đi, liên quan làm rác kênh. Cái kênh Cây Đời của bọn mình thì các bạn biết rồi đấy, là bọn mình tập trung vào bọn mình kinh doanh. Kinh doanh ở đây là kinh doanh cây, văn phòng này, cây gọi là nhà, đủ mọi thứ, cây lan can, để làm cho thành phố xanh sạch đẹp, nói chung là làm cho môi trường tốt hơn. Thì cái chính cái đấy, cái chi phí đó thì bọn mình bỏ ra khoảng tầm 40% sau khi trừ hết chi phí, để bọn mình lại tái làm môi trường. Có nghĩa là nếu bán càng nhiều thì bọn mình sẽ làm được nhiều hơn, bọn mình mua thiết bị, bọn thuê thiết bị. Đó là những cái mà bọn mình hiện tại bây giờ đang hướng tới rất là nhiều. Đặc biệt nữa, thưa quý vị, trong vấn đề đi dọn rác bây giờ, hiện tại bây giờ ấy, thì các bạn biết rằng là nó nhiều kinh khủng, nó nhiều đến nỗi mà đôi khi bản thân mình cũng không nghĩ là hiện tại bây giờ quá nhiều. Nó có cả những cái rác liên quan đến vật cứng này, đây đây là cứng này, đấy, đá điếc này, bây giờ thì tay chân thì cũng không thể nào dọn được, lắm lúc đến nơi rồi định đấy, mà trong khi đó là nó nhiều những cái. Bây giờ nếu mà mình chỉ dọn những cái gọi là trên bề mặt thì nó dễ lắm, nhưng mà mình muốn làm sạch đấy, cái này thì phải là một lượng lớn người, là một hay là ít nhất phải có thiết bị đấy, mà đôi khi là phải, tại sao thiết bị đấy, cái này nếu muốn chở đi bây giờ ít nhất là phải có thuê một cái xe tải đấy, xong mọi người bốc lên, xong rồi đi ra cái nơi mà đổ rác đúng quy định. Thế thành ra là nó nhiều quá, lắm lúc nhìn cũng muốn làm, làm ngay không làm được thì thôi, vấn đề là chỉ mong mọi người ủng hộ đấy. Mọi người làm ủng hộ thì đấy, rõ ràng thì anh em có kinh phí anh em sẽ làm tổ chức là tốt hơn. Thì bây giờ bọn mình sẽ làm, là nếu đến khi bọn mình đi dọn rác bây giờ, là bọn mình sẽ làm những cái chương trình nó rất là ok. Và vấn đề đi ra nhặt rác thì mình sẽ cố gắng nhặt những cái bị ở ni lông nhất, bị ở một cái phố nào nó đủ khả năng của mình chẳng hạn. Tại vì bây giờ là anh em phải chia ra rồi, người thì đi làm cái công tác kia, hôm nào mà tất cả tụ tập lại với nhau được thì trong một tuần cố gắng 1-2 buổi thế thôi. Thì còn đấy, tất cả đấy nó là như thế đấy. Thì quý vị có thể xem ngay sau này, có thể là hiện tại bây giờ là anh em, người anh em thiện lành của mình ấy, mà hay mặc cái áo Grab, thì hiện tại bây giờ đấy, thỉnh thoảng mà đi nhặt rác mình thì lại phải đi làm, phải mặc quần áo thứ đi làm các thứ. Thì đó là những cái mà đây, ngay sau đây là cái video đấy.
Xin chào tất cả các bạn. Đây là bọn mình đang đứng ở các trường đại học và mình đưa đến cái thông điệp liên quan đến vấn đề bọn mình đang kinh doanh, ví dụ như cây đời, tưa không cần tưới vì một cuộc sống tốt đẹp. Thì bọn mình có cái QR code đây, nếu mà quý vị muốn vào trong cái trang cây đời ấy, thì quý vị chỉ cần đưa điện thoại lên cái QR code là mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cái QR code là cái gì rồi, đúng không? Là các bạn vì vào được trang. Nếu các quý vị dùng Zalo ấy thì nó sẽ bị cái là cái Zalo thì nó tính là nó không phải là một, nói là một trung gian, nhưng mà nó sợ đây là những cái link mà độc hại, nhưng mà thực tế cái link này là link rất tốt, chỉ có đi vào trang YouTube thôi, nó không phải là link độc hại và quý vị vẫn ấn và tôi hiểu và tiếp tục. Thì đó là những cái rất là tuyệt vời quý vị. Đây là mình, bọn mình chỉ muốn làm những cái chuyện lan tỏa thôi, để các bạn biết rằng, và kể cả có những cái liên quan đến vấn đề kênh YouTube DCMD cũng vậy, bọn mình cũng để những cái liên quan đến QR code. Mong rằng những bạn trẻ đi qua đây các bạn hiểu được và các bạn sẽ gọi là quét QR code và vào cái trang DCMD, là quý vị thấy là bọn mình đang làm cái gì. Bọn mình đang muốn làm những cái liên quan đến môi trường, lan tỏa, đặc biệt những bạn trẻ. Bây giờ cái ý thức các bạn phải hiểu rằng là cái ý thức dành cho người lớn thì khẳng định với quý vị bây giờ thì có thể nó thành một cái thói quen rất khó thay đổi. Nhưng mà đối với những người mà bạn trẻ thì rõ ràng các bạn được tiếp cận cái nền văn minh hơn, tiếp cận những cái thói quen tốt hơn, vì cái môi trường của chúng ta hiện tại bây giờ càng ngày càng sạch sẽ hơn rồi, đường xá thì có thể các bạn ấy sẵn sàng là không bao giờ vứt rác ở những cái nơi mà nó không đúng nữa. Thì rõ ràng cái đấy rất là lan tỏa. Thì đó là điều bọn mình đang muốn làm hiện tại bây giờ. Và bọn mình luôn luôn có những cái việc làm nó như vậy, để làm sao để mà tất cả chúng ta có được một cái rất là thoải mái, rất là tốt đẹp, có một môi trường sống tốt đẹp hơn, thế là hạnh phúc và rất là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài nói chuyện tiếp theo. Quý vị tiếp tục xem nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.
Lauf, wenn Hühner heute.